Học ngay 30 từ lóng slang mà dân chơi crypto hay dùng. Từ thứ nhất là Web3, đây là một thuật ngữ tổng hợp đề cập đến thế hệ tiếp theo của Internet kết hợp cùng với công nghệ blockchain. Trong quá khứ thì chúng ta đã có sự phát triển của Web1 và Web2 rồi, bây giờ sẽ là sự phát triển của Web3. Số 2, Alpha, để chỉ những thông tin nội bộ và những kiến thức đắt giá mà ít người có được. 3. Anon là anonymous cho mọi người, tức là những người nào không rõ danh tính và hoàn toàn ẩn thân trên Internet. Từ ngữ này thường dùng để chỉ châm biếm, ví dụ như là Anon thân mến, vui lòng không phút túi tiền của tôi, trân trọng. 4. F, đây là một động từ để chỉ sự say mê một cái gì đó, tức là mình có thể mua nhiều một cái gì đó theo ý thích mà không cần có quá nhiều sự nghiên cứu trước. Lấy ví dụ như là dân Dijon rất là thích F nhiều dự án cùng một lúc, bất kể nhiều rủi ro về sau. 5. Bác, để chỉ túi tài sản, thường sẽ có số lượng tài sản đáng kể, ví dụ như là tôi đang ôm một bác Dogecoin. 6. Dijon, Dijon DeFi và Dijon NFT thường được dùng để ví những người mà thích đi kèo rủi ro cao. Đây là những người mà có thể vung tiền qua cửa sổ, chi tiền một cách mạnh tay để mua crypto hoặc là mua NFT với mong muốn mang lại lợi nhuận khủng. 7. Diamond Hand, để chỉ những người mà nắm giữ một tài sản nào đó trong một thời gian dài. Ví dụ như là mình đang Diamond Hand đồng coin A đi, tức là mình đang sống chết với đồng coin A, mình nắm giữ và mình nhất quyết không bán nó đi. Số 8 là Paper Hand, thì Paper ngược lại với Diamond thôi, là để chỉ những người nào mà nắm giữ và mua bán tài sản trong thời gian ngắn. Thường là những người yếu vía, chốt non tài sản xong rồi lúc nào cũng giá như tài sản nó sẽ tăng giá trị. Số 9 là FB, là Floor Price, là mức giá sàn, giá đáy của một NFT. Số 10 là Friend, viết sai chính tả của Friend nhưng mà được nhiều người yêu thích và nói rộng rãi, giống như là hold hay là view vậy á. 11 là foot, là viết tắt của fear, sợ hãi, uncertainty, không chắc chắn, và doubt là nghi ngờ. Dân tình thường chỉ trích người khác bởi vì họ đã foot nhiều đồng tiền và dự án khác nhau. 12. Gas có nghĩa là phí giao dịch trên các blockchain. 13 là GM, cái từ này các bạn sẽ thường thấy khi vào một cộng đồng Telegram, cứ thấy GM xong người này lại GM, người kia cũng nhắn GM, thì có nghĩa là good morning, là chào buổi sáng, thì cái này chỉ là văn hóa trong crypto thôi, mọi người chào nhau. Tương tự 14 là GN, là good night. 15. Green hay là grinding là làm một công việc nào đó một cách cật lực, hơn 100% công sức để đạt một mục tiêu nào đó. Các bạn sẽ thường thấy Discord grinding, tức là thường xuyên tham gia vào Discord của dự án, đọc hết tất cả những thông tin để nắm bắt tình hình dự án. 16. Hold, từ này chắc là quen thuộc rồi đúng không? Hold hay hold đều đúng nha, dùng để nắm giữ một đồng coin nào đó. 17. LFG là let's fucking go, dùng để chỉ chúc mừng một thành tích nào đó, ví dụ như là LFG chấm than, cố lên, get go. 18. Lux Rare là để chỉ những NFT có thuộc tính hiếm, người ta cũng hay dùng từ này để mỉa mai những NFT mà nhìn xấu xấu. 19. Mint có nghĩa là mở bán NFT trên thị trường sơ cấp, từ này có thể được dùng như là danh từ hoặc động từ, ví dụ như là tôi đã mint một NFT này có giá 0.02 Ethereum. 20 là Moon là để chỉ sự gia tăng đáng kể về giá. Mọi người hay dùng when Moon là kiểu khi nào mới boom đây, khi nào mới tăng giá đây, hoặc là go to the Moon có nghĩa là tăng giá một cách đáng kể. 21. NFA, not financial advice, đây không phải là lời khuyên đầu tư nha. Hay là DR, là do your own research, tự thẩm định, tự nghiên cứu đi. 22. NGMI, not gonna make it, dùng để chỉ là dự án này sẽ không thành công hoặc là không đi đến đâu đâu, not gonna make it. 23. Normie, dùng để chỉ một người mà không nắm giữ bất kỳ một loại tài sản tiền mã hóa hay NFT nào, hoặc là dùng để chỉ một người thiếu kiến thức trong thị trường crypto. BFB NFT là những dự án NFT được dùng để làm bộ mặt của người dùng trên các trang mạng xã hội. 25. Rug hoặc là rug pull để chỉ những dự án lừa đảo hoặc là gây hiểu lầm, trong đó thì những nhà sáng lập của dự án đột nhiên biến mất và số lượng tài sản của người dùng nắm giữ trong dự án đó cũng tự nhiên bốc hơi theo. 26. Seems legit là có vẻ hợp pháp, từ này được dùng để mỉa mai khi một điều gì đó hoặc là một dự án nào đó có vẻ không hợp pháp. 27. Sir, S-R là kiểu thưa ngài, đây là một cách xưng hô trong cộng đồng NFT, ví dụ như là hey sir, good morning sir. 28. Top signal là dấu hiệu cho thấy giá trị thị trường của một thứ gì đó đã đạt đến đỉnh hiện tại. 29. Whack me, we all gonna make it, rồi chúng ta sẽ làm được thôi, cố lên. Đây là một thuật ngữ để chỉ sự lạc quan và khuyến khích động lực của mọi người. We all gonna make it, whack me. 30 là whitelist, là danh sách pre-sale những địa chỉ ví được ưu tiên tham gia sự kiện mở bán token hoặc là một NFT của một dự án nào đó. Các bạn hay nghe cụm từ là when WL, là when whitelist, khi nào mới mở cộng whitelist.